Đây là sự kiện được đón chờ nhất năm 2017 và là quả bom của đội khủng bố lớn nhất thế giới hiện nay, và nó đã làm nổ tung cả Internet. Tôi đã xin phép Bắc Giang để được thể hiện đúng bản chất của mình. Và nếu các bác không thích giọng tôi trong Ragnarok thì xin phép xin lỗi. Bởi vì hôm nay tôi sẽ lên cơn fanboy và nói đến trailer đầu tiên của phim khủng bố nhất cả 2018 và là sự kiện trên màn ảnh lớn nhất suốt 10 năm qua. Tôi là Summarize và hôm nay chúng ta sẽ đến với trailer của Infinity War. Trailer được mở ra với một cảnh ngoài vũ trụ và chúng ta thấy một hành tinh lạ. Tôi không rõ đây là trái đất hay là Xandar, nhưng mà tôi dám cá, đó là Xandar. Hành tinh xuất hiện trong Guardians of the Galaxy phần 1 ạ. Lý do vì sao tôi dám chắc thế bởi vì đây là nơi mà các vệ binh Nova đang cất giữ viên ngọc Power Stone. Và trong một vài cảnh sau của trailer, chúng ta thấy Thanos đã có một hột xoàn màu tím trong tay. Đó chính là Power Stone và BOOM! Thanos 1, Xandar 0. Tiếp theo đó, trong lúc chúng ta được nghe câu thoại khởi nguồn của Avengers do Nick Fury nói, thì chúng ta thấy Bruce Banner nằm trong đống đổ nát ở điện thờ Sanctum Sanctorum của Doctor Strange. Trong comic ý, Infinity War mở đầu trong việc là Doctor Strange đang ngồi chill trong điện thờ thì đột nhiên Silver Surfer bay thẳng vào nhà và nói rằng là hắn sắp đến rồi, cái kia sắp đến rồi, và sau đó xỉu luôn. Tôi nghĩ trong phim đây sẽ là cảnh Thanos đập nát con tàu Asgard ở cuối Thor Ragnarok và Bruce Banner rơi thẳng từ đó xuống trái đất. Tiếp đến là cảnh ân ái giữa Vision và Wanda Maximoff, hay còn được biết đến cái tên mỹ miều hơn là Scarlet Witch. Và đáng ngạc nhiên thay, Vision lại nằm trong bộ dạng con người của mình. Điều này thật là lạ với tôi vì tôi không biết nhiều về Vision. Nhưng mà rõ ràng là anh sẽ sớm mất hột xoàn trên đầu mình thôi, bởi vì ngay sau đó là cảnh Vision bị ai đó giống Corvus Glaive lấy cái trượng ra và cạo lên viên Mindstone của mình. Đứng bên cạnh bẻ bí ẩn Corvus Glaive này là một kẻ khác rõ ràng, không còn ai khác ngoài vợ của hắn, Proxima Midnight. Corvus Glaive, Proxima Midnight, các bác không biết là ai đúng không? Các bác đừng lo, các bác sẽ sớm được biết thôi, vì chúng tôi sắp tung ra clip về Black Order rồi. Về cơ bản, họ là một đội siêu bá và có thể đánh ngang cả đội Avengers. Ngay sau đấy, chúng ta được thấy Bruce Banner gặp lại Natasha Romanoff ở Wakanda. Ở đây, chúng ta thấy một cánh tay của bộ giáp Hulkbuster do Tony làm. Rất có thể là một số bác đã nói với tôi rằng là đây là Hulk mặc cái bộ Hulkbuster này vào để bay đến đây. Rất có thể. Và đồng thời, đây cũng thể là thềm trước trận chiến giữa Wakanda và đội quân của Thanos. Sau cảnh này, chúng ta đến với logo của Marvel Studio và cảnh Tony Stark cùng Doctor Strange chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Và sau đó là cảnh epic nhất từ đầu trailer đến giờ. Chúng ta được thấy Peter Parker thể hiện giác quan nhện Spider-Sense của mình, nổi hết da gà, và tôi cũng thế. Ngay sau đó chúng ta được nhìn thấy Peter quay ra nhìn bầu trời và có một con tàu hình bánh xe đang lơ lửng trên bầu trời New York. Tôi nghĩ đây là con tàu sẽ sinh ra để làm cánh cổng không gian để Thanos đem đội quân của mình đến trái đất. Tiếp đến là một bước chân lạ lạ của một kẻ lạ lạ mà tôi nói tên ra chắc chả ai biết đâu. Nhưng mà tôi cũng sẽ làm về nhóm này nên sẽ nói luôn, đây là Ebony Maw, một thành viên trong nhóm Black Order, hay trong phim của được biết đến với cái tên là những đứa con của Thanos. Rõ ràng Ebony Maw đã làm lẩu cả đống người ở đây và có vẻ họ chính là người Asgard trên con tàu kia. Tiếp đến là Loki giơ cục Tesseract lên. Điều này thể hiện rằng Loki đã lấy cục Tesseract ở cuối Thor Ragnarok, và có vẻ đây là cảnh khi Asgard thất thủ và Loki phải đứng giữa hai lựa chọn: hoặc là chống lại và chết, hoặc là giao nộp Tesseract và có cơ hội để sống. Và có vẻ đây là lúc mà Ebony Maw đã lấy được Tesseract, biến nó thành Space Stone và đem trả lại cho Thanos. Ok, chuẩn bị chưa? Ngay sau đó là cảnh cổng dịch chuyển mở ra, và lần đầu tiên chúng ta được thấy cái anh mặt màu tím khoai lang xuất hiện. Thanos đã bước ra khỏi cánh cổng đó. Và đây là sau khi Thanos đã xử xong Loki và mở cổng không gian, bởi vì rõ ràng đây là lúc mà Thanos đã có viên Space Stone và Loki là chết chắc rồi. Và ngay tiếp theo là cảnh Spider-Man xuất hiện với bộ Iron Spider của mình. Damn! Ở cuối Spider-Man Homecoming, chúng ta được giới thiệu với bộ giáp này, nhưng mà phải đến đây chúng ta mới thực sự được chứng kiến nó với đầy đủ sự hoành tráng nó khi mặc trên người Peter. Hoàn hảo là từ duy nhất có thể tả được cảnh này. Và có vẻ Peter Parker sẽ phải chuẩn bị chiến đấu với cái bánh xe này, nhưng không đủ sức, và sau đó được Tony cung cấp cho bộ giáp mới này để cân đấu với cả Thanos. Sau đó là một kẻ bí ẩn nữa của nhóm Black Order mà chắc hẳn ai yêu comic cũng nhận ra, đó chính là Proxima Midnight. Ném cái lao của mình đi và một bóng đen lạ bắt được nó. Tôi nghĩ bóng đen này không ai khác ngoài Captain America của chúng ta, bởi vì ngay sau đó chúng ta có thấy Black Panther nói rằng hãy kiếm cho anh chàng này một cái lá chắn, đại gia quá nên là phải cho tiền đi rồi. Và oh my god, chúng ta được thấy một phiên bản mới của lá chắn Captain America sao? Trong comic, Captain đã có rất nhiều lá chắn khác nhau, nhưng thực sự là với công nghệ của Wakanda
và với số Vibranium khổng lồ như thế, đảm bảo phiên bản mới này sẽ bá đạo hơn nhiều so với cái đĩa bay bao lâu này mà Cap vẫn sử dụng. Nếu chúng ta được thấy lá chắn mới trong All New or Different Marvel thì tôi không thể nào mãn nguyện hơn. Tiếp đến là một số cảnh chuẩn bị chiến đấu của các anh hùng chúng mình, và chúng ta được thấy Black Panther chuẩn bị đấu nhau với có một sinh vật ngoài hành tinh có 4 tay giống như là forearms của Ben 10. Trong comic, chúng có tên là Outrider, một giống loài đặc biệt, và chúng sẽ tuân thủ lời của chủ mình cho đến chết. Chúng còn có năng lực đặc biệt, đó là đọc được ý nghĩ của đối thủ, và những sinh vật này có sức mạnh phi thường. Có lẽ đây chính là đoàn quân chính của Thanos khi đến với trái đất để tìm lại các hột xoàn của mình. Đến đây, tôi nghĩ vị trí của viên ngọc cuối cùng, Soul Stone, chính ở Wakanda. Chính xác hơn là kinh đô của người chết Necropolis. Lý do là vì chẳng rảnh gì mà Thanos lại phái quân của mình đi đánh Wakanda cả. Trừ khi ở Wakanda có một thứ gì đó giá trị với hắn. Và tôi nghĩ chả có thứ gì giá trị với hắn ngoài Soul Stone cả. Mà các Black Panther liên hệ với các tiền bối của mình là cái nơi là thích hợp nhất để đặt viên đá vô cực này, chính là Necropolis. Tiếp đến chúng ta có cảnh Thanos bán hành cho Spider-Man và sau đó lắp viên ngọc thứ hai vào tay. Đó là viên Space Stone. Trên tay Thanos lúc đó chúng ta thấy đã có viên Power Stone rồi, và chứng tỏ rằng Thanos đã qua Xandar làm gọi cả hành tinh này. Và sau khi Spider-Man ăn hành trả góp của Thanos, Iron Man tung ra và ăn bát hành cuối cùng. Nếu chúng ta để ý có thể thấy giáp của Iron Man bị bung ra sau khi Thanos cho ăn đấm. Và damn, tưởng tượng một cú đấm lạnh ngang hốc, đấm thẳng vào mặt thì như thế nào nhỉ? Bye bye Iron Man, hello vỡ mồm man. Và rất có thể là trong đoạn này Peter Parker sẽ gần như là bỏ mạng, bởi vì trong trailer được leak trên D23, chúng ta thấy là Peter Parker lúc đấy đã nằm rồi và được Iron Man ôm mặt và Peter nói rằng con xin lỗi. Nhỡ đâu Thanos đấm một phát chết tươi Iron Man hay là đấm chết tươi Spider-Man thì sao? Tiếp đến là cảnh quân dân của Wakanda chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến đẫm máu xảy ra. Và chúng ta được thấy Man-Ape, kẻ thù của Black Panther, lại đứng trong hàng ngũ của Black Panther. Và thậm chí chúng ta thấy bộ giáp mới của Captain America. Và ngay cảnh sau đó chúng ta thấy hai cái găng tay mới khá giống đồ của Black Panther trên tay anh. Damn, Captain dùng đồ của Black Panther á. Có lẽ nào đây sẽ là lá chắn năng lượng mà Captain sẽ dùng không? Trailer kết thúc ở một đoạn nhạc nền kinh là khủng luôn. Và quá là epic khiến tôi phải hét ầm lên khi mà tôi xem. Nếu các bác xem reaction của tôi đã biết rồi đúng không? Tiếp đó là cảnh mid credit và có cảnh Thor gặp mặt các Guardians of the Galaxy. Và Thor có vẻ nhìn như vừa ăn cả một bữa lẩu hành của Thanos và Black Order. Trong trailer chiếu ở D23, chúng ta có thấy Thor rơi tự do và đập mặt vào cửa kính con tàu của Guardians of the Galaxy. Có thể đây sẽ là cảnh tiếp nối after credit đầu tiên của Thor Ragnarok. Và Thor sẽ phải cùng các Guardians đến với Xandar để bảo vệ viên Power Stone, hoặc đến Nowhere để bảo vệ viên Reality Stone. Mà rõ ràng trong đoạn leak trailer gần đây, chúng ta thấy Thanos đã đến gặp Collector để ăn cái viên Reality Stone này rồi. Có lẽ nào Thor sẽ du hành cùng bọn họ đến khắp nơi trong thiên hà trước khi về trái đất không? Các bác à, chúng ta đã chờ quá lâu để thấy trailer này rồi. Kể từ 2012 khi mà có một thằng mặt màu tím tím quay lại nhìn màn hình, khiến cho tất cả chúng ta đều phải vỡ òa và hỏi rằng đây là thằng nào. Đến bây giờ đã là quá lâu rồi, nói mấy năm rồi. Và tôi xem trailer này tôi quá phê. Và có thể vì quá lâu rồi nên là chúng ta mới có thể thấy một cái trailer hay như thế, và có thể đoán được khá là nhiều tình tiết của phim dựa trên trailer này. Và có lẽ bây giờ tôi sẽ kể với các bác luôn cái dự đoán của tôi về phim Avengers Infinity War là như thế nào. Tôi nghĩ câu chuyện về Infinity War sẽ bắt đầu như thế này. Black Order sẽ đến tàu gặp Thor, đánh Thor và Hulk, ném Thor ra ngoài không gian và Hulk thì bị ném thẳng vào trái đất. Thanos lúc này đang ở trên Xandar quẩy nát cả hành tinh này và lấy được Power Stone. Ebony Maw ép Loki trả lại viên Tesseract là Space Stone cho mình, và các thành viên còn lại của Black Order đến trái đất để nhặt nốt các viên còn lại. Ebony Maw sau đó đến Nowhere gặp lại Thanos và đưa cho hắn viên Space Stone. Lúc này Thanos đang tra tấn The Collector để lấy nốt viên Reality Stone còn lại, hay còn được biết là The Aether trong Thor The Dark World ấy. Ngay sau đó là đến Hulk bay về trái đất và lao vào Sanctum Sanctorum, nhà của Doctor Strange, rồi sẽ báo tin về việc là Thanos đang đến và mọi người phải chuẩn bị đi. Black Order đến trái đất thông qua cái phi thuyền hình tròn tròn mà Peter Parker nhìn thấy trên xe buýt. Chúng sẽ tản ra và chuẩn bị cho cuộc chiến mới. Black Order là ai? Thì tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ làm clip mới rồi, và chúng tôi sẽ giới thiệu về từng nhân vật. Nhưng mà một nhân vật đặc biệt trong đó là Black Dwarf, một kẻ siêu mạnh, siêu khỏe ngang với Hulk, sẽ đến Wakanda lấy Soul Stone. Corvus Glaive và Proxima Midnight, hai vợ chồng này sẽ đến gặp Vision và Wanda để lấy viên Mind Stone. Và cuối cùng là Ebony Maw
sẽ đến gặp Doctor Strange để lấy viên Time Stone là cái vòng cổ của hắn ý. Và có vẻ là quân của Thanos thắng cuộc ở hai mặt trận. Iron Man cùng với Vision sẽ thua cuộc để đến lúc Thanos đến đập nốt cho Tony một trận thì sẽ đến Wakanda để lấy viên đá cuối. Và đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Và nếu như không bảo vệ được Wakanda thì tất cả sẽ chết. Bởi vì Thanos có vẻ lúc này đã có đủ 5 viên đá rồi. Oh my god, nếu mà phim thực sự thế này thì đảm bảo các anh hùng chúng ta ngủ ngủ tỏi hết. À, mà nói đến chuyện ngủ ngủ tỏi, các bác nghĩ ai sẽ tèo trong Infinity War? Tôi dám cá đó là War Machine và Falcon. Mấy thằng da đen hay chết sớm lắm. Nhưng mà thực ra, người dễ chết nhất có lẽ là Iron Man Tony Stark. Không bởi vì việc là anh đã tham gia phim quá nhiều mà còn vì việc là hợp đồng kết thúc từ lâu lắm rồi. Và Captain America có thể sẽ là người tiếp theo. Và thậm chí cả Thor cũng sẽ đi. Bởi vì chúng ta khi đến Phase 4 sẽ phải có một loạt diễn viên mới, một loạt phim mới dành cho người xem mới. Vì vậy, có lẽ đây sẽ là lúc để bộ ba này rời khỏi màn ảnh và để dành cho các gương mặt như là Doctor Strange, hay là Black Panther, hay là Peter Parker hiện lên màn hình nhiều hơn. Và đó là tổng hợp và phân tích của chúng tôi về Infinity War trailer. Các bác có thích trailer này không? Các bác có giống tôi không? Hãy comment bên dưới để chúng tôi biết. Và đồng thời hãy đón chờ các clip tiếp theo, bởi vì chúng tôi sẽ làm về Thanos là ai này, Black Order là ai này, và một số chi tiết nhỏ lẻ mà có lẽ nói ra thì lại spoiler mất. Hãy subscribe và like về phim để sắp tới chúng tôi có tung ra clip nào thì còn biết clip đấy. Và lần nữa, cảm ơn các bác đã nghe đến đây. Và xin chào, hẹn gặp lại. Samurai xin chào. Peace. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Nếu các bạn muốn nghe tiếp về Infinity War hoặc đơn giản là muốn giao lưu cùng phê phim thì hãy đón xem stream Marvel của bọn tớ vào tối nay. Bọn tớ sẽ chơi game Lego Marvel Super Heroes, đồng thời là cố gắng trả lời câu hỏi của tất cả các bạn. Hẹn gặp lúc đó nha.